Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tiêu đề, video ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn chi tiết về cách sử dụng một chiếc đầu giải mã DC32bit nhạc chất lượng cao. Đó chính là chiếc Tobin DX5. Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn chi tiết về cách sử dụng sản phẩm này và dĩ nhiên chúng ta sẽ cùng test âm thanh của Tobin DX5. Với Tobin DX5 thì tôi đã sử dụng một thời gian khá dài. Đây là chiếc chạy rất ổn định, âm thanh tốt. Và với phân khúc giá chỉ ngoài 10 triệu thì đây là một chiếc rất đáng đầu tư. Quý vị và các bạn có thể xem các thông tin chi tiết về sản phẩm này tại trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Có rất nhiều các anh em lầm tưởng là Tobin là một thương hiệu đến từ Mỹ. Tuy nhiên là sản phẩm này hàng của Trung Quốc và được sản xuất tại Trung Quốc. Sản phẩm này sản xuất cho thị trường Mỹ và thị trường châu Âu, có dấu hợp chuẩn CE và FC. Đây là hai tiêu chuẩn khắt khe nhất về các thiết bị điện tử trên toàn cầu. Quý vị và các bạn đều biết là với các tiêu chuẩn của châu Âu thì nó rất khắt khe. Khi chúng ta mua máy về thì nguyên siêu nó sẽ như thế này. Nguyên hộp, nguyên siêu. Và ở đây Tiến Dũng đã khui ra sử dụng một thời gian. Với chiếc này thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để nghe nhạc, hát karaoke, đặc biệt nghe nhạc chất lượng cao, tiếng của nó rất tốt. Chúng ta có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính. Đây là các linh phụ kiện nằm ở bên trong vỏ hộp, thì chúng sẽ khui hết ra. Quý vị và các bạn hãy like và đăng ký kênh để thường xuyên nhận những video mới nhất do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là tất cả những gì, những linh kiện, phụ kiện mà hãng tặng kèm theo máy, một catalog hướng dẫn sử dụng, một phiếu bảo hành của hãng, một jack tai-phone, jack chuyển đổi từ 6 ly ra 3.5 ly, jack này để kết nối vào đây nếu như anh em muốn đeo tai nghe, một cái nút đỏ này để bọc cái con ốc của cái anten Bluetooth. Trước khi lắp thì chúng ta sẽ thấy cái nút đỏ này nằm ở đây. Một sợi dây nguồn. Máy này sử dụng với nguồn đi toàn thế giới, 100V cho đến 240V. Đây là dây nguồn. Một cáp USB. Cáp này để chúng ta kết nối với điện thoại di động thông qua cáp OTG hoặc là kết nối với máy tính nếu như chúng ta muốn nghe nhạc từ máy tính. Cáp này có chiều dài khoảng hơn 1 mét. USB A ra USB B. Đây là một remote điều khiển từ xa. Trên remote điều khiển từ xa này thì chúng ta sẽ có gần như đầy đủ các chức năng như là tắt mở nguồn, chọn độ sáng màn hình, rồi chọn ngõ vào, ngắt tiếng, vân vân. Với chiếc Tobin DX5 thì đây là một chiếc rất dễ sử dụng. Tôi tin là bất cứ ai cũng có thể sử dụng cái này một cách rất dễ dàng, nó còn dễ sử dụng hơn cả đầu đĩa. Phía bên tay phải là một nút joystick, nút này có đa nhiệm, nhiều chức năng. Thì Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn trong tiếp theo. Một màn hình đơn sắc LCD, ở đây hiển thị các thông số như là tần số lấy mẫu, xuất tín hiệu ngõ ra, cường độ volume, vân vân. Một jack 6.3 ly dành cho các anh em đeo tai nghe dạng full size. Đối với các anh em sử dụng với tai nghe dạng 3.5 thì chúng ta sẽ nối cái jack này vào đây. Ở đây chúng ta thấy có một jack nữa là jack tai-phone dạng 4 pin. Với những tai nghe full size loại đắt tiền thì nó sẽ sử dụng với cổng này. Thông thường với những anh em sử dụng với dàn âm thanh thì chúng ta sẽ sử dụng với các cổng kết nối ở phía mặt sau. Các cổng kết nối ở phía mặt sau sẽ bao gồm công tắc tắt mở nguồn, lỗ cắm điện AC 100V cho đến 240V. Hàng này có thể đi được toàn cầu. Các nguồn tín hiệu ngõ vào dạng số, cổng Coaxial kết nối với đầu đĩa dạng cáp đồng trục, cổng Optical là cổng quang kết nối với TV Ethernet, cổng USB là để kết nối với máy tính, cổng Bluetooth, đây là anten dâu Bluetooth để kết nối với sóng điện thoại Bluetooth 5.0 96 kB. Máy này xuất ra ở hai cổng âm thanh analog, cổng RCA và cổng ba lăng. Điều đáng quan tâm ở đây là với chiếc Tobin DX5 máy xuất ra cùng lúc ở hai cổng. Dĩ nhiên là anh em nếu như có hai dàn âm thanh, một dàn nghe nhạc và một dàn hát karaoke thì đây là một sự rất tiện lợi. Phần vỏ hộp bằng nhôm phay, cầm rất chắc tay, màu xám chì, giống như kiểu những chiếc MacBook của hãng Apple.
Với phần thông số rất ấn tượng của chiếc này, máy sử dụng đến 2 chip giải mã DC-ES9068AS của hãng ISS, giải mã 32 bit nhạc chất lượng cao lên đến DSD512. Và máy này chạy đến PCM 768kHz, Bluetooth 5.0 96kB. Máy này có kích thước chiều ngang là 18cm, chiều sâu là 14,5cm và chiều cao là 4,5cm, trọng lượng 750g. Cảm rất chắc tay. Bây giờ Tiến Dũng sẽ kết nối và hướng dẫn quý vị và các bạn chi tiết về việc này. Rất đơn giản, chúng ta sẽ lấy dây điện của hãng ra, cấp nguồn vào lỗ AC, điện 110 cho đến 220V, nguồn auto volt, kết nối với nguồn điện. Chúng ta kết nối nguồn âm thanh số từ cổng optical của TV Ethernet, anh em thường gọi là cổng quang có ánh sáng màu đỏ như thế này, kết nối vào ngõ optical. Lưu ý ở đây là có một cạnh nó dẹp, một cạnh nó vuông và các cạnh còn lại nó bầu, chúng ta xoay đúng hướng nó mới vào được. Tiếp theo, nếu như anh em sử dụng với cáp OTG của điện thoại hoặc là sử dụng với máy tính thì chúng ta sẽ lấy cáp USB hãng tặng kèm ra, kết nối vào cổng USB ở đây. Như vậy là việc kết nối các cổng âm thanh số đã hoàn tất. Nếu như anh em sử dụng với đầu CD thì chúng ta sẽ kết nối luôn cái cổng Coaxial vào đây. Máy này giải mã luôn cả đầu CD. Với chiếc TopBing DX5 này thì chúng ta có thể kết nối với TV, với máy tính, với điện thoại, sử dụng để hát karaoke online, nghe nhạc online và đặc biệt là nghe nhạc chất lượng cao, tiếng gọi là rất tốt. Rất nhiều các anh em hỏi là với TopBing D50S thì có đọc được thẻ nhớ không? Thì với máy này là không đọc được thẻ nhớ. Những thiết bị đời thế hệ mới nhất bây giờ thì các cổng đọc USB, đọc thẻ nhớ các hãng thường bỏ hết rồi. Chúng ta thường sẽ kết nối với điện thoại hoặc với máy tính, mua nhạc chất lượng cao thì âm thanh nó sẽ tốt hơn là việc chúng ta kết nối với một cái thẻ nhớ. Ở đây có hai cổng âm thanh ra, chúng ta sẽ kết nối vào cổng ba lăng hoặc cổng RCA. Ở đây tôi sẽ sử dụng với cổng RCA. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất. Kết nối cổng optical từ TV Ethernet vào đây, cổng USB từ máy tính hoặc điện thoại vào đây, cổng xuất tín hiệu ra là hai rắc bông sen này hoặc là hai rắc ba lăng này. Chúng ta khởi động máy lên ở đây. Việc kết nối cũng như là sử dụng nó vô cùng đơn giản. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh của TopBing DX5. Với chiếc này thì màn hình hiển thị nó rất rõ nét. Cái nút hình tròn bên này chúng ta vặn tới vặn lui là volume. Volume như thông thường anh em sẽ đẩy lên hết 3 số 0. 3 số 0 như thế này là âm thanh lớn nhất. Và nếu như chúng ta nhấp từng lần một thì đây là nút chọn ngõ vào Coaxial USB. Chúng ta sẽ thử với các USB giao tiếp với điện thoại di động. Nếu như anh em muốn kết nối nghe nhạc từ máy tính thì chúng ta chỉ cần kết nối trực tiếp cái cáp USB này vào máy tính, máy sẽ nhận luôn mà không cần phải cài driver. Trong trường hợp anh em muốn sử dụng với điện thoại di động thông qua cáp OTG để nghe nhạc chất lượng cao thì chúng ta cần trang bị cáp OTG. Cáp OTG ở trên thị trường có hai loại cơ bản. Một là cáp OTG cổng Lightning dành cho các điện thoại iPhone và hai là cổng cáp OTG cổng Type-C dành cho các điện thoại dạng của Samsung. Lưu ý với quý vị và các bạn, các điện thoại như kiểu Oppo sẽ không sử dụng được. Chúng ta kết nối cáp OTG vào cái cáp USB này, sau đó kết nối trực tiếp với điện thoại di động ngay cổng sạc. Như vậy là việc kết nối với điện thoại di động đã hoàn tất, máy đã báo 44.1. 44.1 chính là tần số lấy mẫu của đĩa CD, quý vị và các bạn đều nhớ. Chúng ta sẽ nghe một đoạn nhạc chất lượng cao. Đây là đời ta. Ca sĩ Phương Phương Thảo, nhạc chất lượng cao. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người
rời đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bếp. Đó là việc kết nối các OTG với điện thoại. Đây là cách tốt nhất để chúng ta truyền dẫn điện nhạc chất lượng cao từ điện thoại truyền dẫn đến đầu giải mã DC. Ngoài ra thì với sự rất tiện lợi thì chúng ta có thể kết nối với cổng Bluetooth 5.0. Tôi sẽ rời máy sang vị trí BT, tức là Bluetooth, và vào trong cài đặt của điện thoại để dò Bluetooth. Topping DN X5 đã hiện ra đây, dò rất dễ. Với sóng Bluetooth của Topping DN X5 thì nó sẽ kết nối có chiều xa khoảng 12 cho đến 15 mét. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh của điện thoại di động thông qua cáp và thông qua chức năng thu sóng Bluetooth không dây. Đợi người đi chăng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở. Ngoài ra thì các chức năng ở trên cái remote điều khiển từ xa này chúng ta sử dụng gần như đầy đủ. Có một điều khá đặc biệt và tuyệt vời thì Dũng muốn lưu ý đến quý vị và các bạn là với Topping DX5 thì máy xuất ra ở hai cổng. Hai cổng này có tên gọi như sau: cổng ba lăng chính là cổng XLR, XLR là cổng ba lăng, và cổng RCE tức là cổng hai bông sen ở đây là cổng RCE. Khi chúng ta dùng remote điều khiển từ xa thì chúng ta sẽ thấy ở đây hãng đề là R cộng X, tức là ra cùng một lúc hai cổng âm thanh. Quý vị và các bạn sẽ thấy thì Dũng sử dụng cái chức năng line out, chọn ngõ RCE, chọn ngõ XLR và chọn cùng lúc hai ngõ XLR cộng RCE, rất tiện lợi phải không nào. Ngoài ra thì trên đây có các chức năng như là auto off cũng rất tuyệt vời. Khi chúng ta mở on cái chế độ auto off này lên thì máy không nhận được tín hiệu sẽ tự động tắt. Điều này rất quan trọng là bởi vì máy sẽ có tuổi thọ cao hơn cũng như là đỡ tốn năng lượng hơn. Các chức năng như là chọn các độ sáng màn hình vân vân. Đây là một chiếc chạy rất ổn định và các tính năng của nó rất thuận tiện, rất dễ sử dụng cho bất cứ ai khi sử dụng với đầu giải mã DC. Như vậy là Tiến Dũng vừa hướng dẫn quý vị và các bạn chi tiết về cách sử dụng một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao. Luôn tới đây thì Tiến Dũng cũng xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn về sản phẩm này. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn đang phục vụ sản phẩm Topping DX5 mới nguyên hộp, nguyên siêu 100%, màu gray là màu xám chì. Sản phẩm này là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Tiến Dũng cam kết phục vụ quý vị và các bạn là hàng chính hãng. Với sản phẩm này hiện nay bên thị trường Mỹ, thị trường châu Âu với mức giá dao động khoảng 600 đô, tức là nó khoảng 14 triệu. Và shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn phục vụ quý vị và các bạn với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, chỉ 11 triệu 500 ngàn. 11 triệu 500 ngàn cho chiếc Topping DX5 mới nguyên hộp nguyên siêu, bảo hành 12 tháng chính hãng, lỗi 1 đổi 1. Tiến Dũng hiện nay đang có chương trình khuyến mại tặng theo một cặp dây ba lăng Roland của Ý. Dây này có chiều dài 80cm, sử dụng để kết nối xuống dàn âm thanh, và tặng kèm theo một dây optical. Dây optical là dây quang để kết nối từ TV xuống đầu giải mã DC. Hai món quà này trị giá 600.000 thì Dũng sẽ dành tặng cho 10 đơn hàng đầu tiên trong đợt hàng này. Quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu Topping D50S hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1, kèm theo phần quà tặng đặc biệt trong đợt hàng này: một cặp dây ba lăng và một dây optical, hai món quà trị giá 600.000. Với thủ tục và mua sản phẩm này vô cùng đơn giản, quý vị và các bạn có thể thanh toán tiền đủ trước một lượt, Tiến Dũng sẽ miễn luôn phí vận chuyển, hoặc đặt cọc trước 1 triệu, nhận hàng kiểm tra nguyên siêu như thế này, thanh toán nốt cho phía bên vận chuyển. Với các hình thức đặt cọc thu hộ tiền COD thì quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của sản phẩm này đi các tỉnh khoảng cỡ trên dưới 150.000 tùy theo xa gần và nhanh chậm. Lưu ý với quý vị và các bạn, khi chúng ta nhận hàng thì sẽ kiểm hàng là nguyên siêu giống như thế này. Sau khi thanh toán cho bên vận chuyển xong thì chúng ta sẽ được khui siêu
bảo hành 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn hãy kích vào màn hình chờ bên tay trái màn hình để xem thêm rất nhiều các mẫu đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao. Và hãy truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio, các dòng loa Mỹ, loa Nhật, âm ly Mỹ, âm ly Nhật và các thiết bị đầu giải mã DC chuyên nghiệp. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.